Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Vanoka Bếp Đẹp Tập Phòng Tắm Sang. Và ngày hôm nay em Huỳnh xin giới thiệu đến anh chị một mẫu chậu rửa bát hai hố lệch thương hiệu Ecofa được sản xuất tại Hàn Quốc. Model của chúng ta là ESD750 với kích thước chiều dài là 750 và chiều rộng là 430 mm, kích thước quét đá là 721 và chiều rộng là 402. Sau đây thì em sẽ khui hàng để cả nhà mình cùng xem ạ. Trong cái chậu của chúng ta, trong cái hộp chậu của chúng ta thì sẽ bao gồm có một bộ siphon. Bộ siphon của Hàn Quốc rất là dày dặn và chắc chắn. Tiếp theo là chậu và phụ kiện. Vâng, đây chính là cái chậu mà chúng ta sẽ review. Chậu thì sẽ có một cái phụ kiện đi kèm là một cái rổ nhựa bằng rất là chắc chắn anh chị nhé, rất là chắc chắn, có thêm 4 chân để róc nước và lỗ để róc nước đấy. Cái chậu này thì rất là nhỏ gọn, nó vừa với các cái không gian bếp có kích thước rất là khiêm tốn. Vâng, mình xin giới thiệu lại một chút về phần kích thước. Kích thước của bì của sản phẩm là chiều dài là 750 mm và chiều rộng là 430 mm. Và kích thước quét đá của sản phẩm nó sẽ là 721 chiều dài và chiều rộng là 402. Với hố chậu to là sâu 164 mm và hố nhỏ thì có chiều sâu là 128. Chậu được hoàn thiện bề mặt. Ở trên đây chúng ta có thể thấy bề mặt ở bên trên là hoàn thiện. Chất liệu của nó là mặt gai inox và mặt gai nien chống xước và nó sẽ chống bám bẩn. Rất là khác biệt với các cái mẫu chậu khác ở trên thị trường anh chị nhé. Bề mặt gai anh chị nhìn thấy không? Đó, bề mặt gai chống xước anh chị nhé, bề mặt gai chống xước này. Ở đây sẽ có logo thương hiệu Ecofa Made in Korea, đúng không ạ? Rồi. Bốn góc sẽ được bo tròn. Nó sẽ thuận, việc bo tròn này sẽ rất là thuận tiện trong quá trình chúng ta rửa các cái vật kích thước lớn, ví dụ như là chảo hay là các cái son lớn thì nó sẽ rất là thoải mái. Nó sẽ khác với cả cái chậu mà chậu đúc thì bốn góc này nó chỉ là một cái đường bo gấp gọn nên là khi mà sử dụng thì nó sẽ hơi vướng một chút. Ở bên đây thì là chậu nhỏ này thì rất là hợp lý ở cái là mình sẽ rửa các cái rau củ quả tươi sống, nó sẽ rất là nhỏ gọn và đỡ tốn nước. Và nó sẽ có thêm một cái phụ kiện là cái rổ nhựa như này. Rổ nhựa này được thiết kế đặt vừa vào đây để rót nước. Đó. Ngoài ra thì trên sản phẩm sẽ có thêm một cái hộp nhỏ như thế này để chúng ta bỏ các cái muối để rửa bát đũa. Rất là tiện. Và nước nếu như chúng ta có bị quên chúng ta xả đầy và tràn ra thì nước nó sẽ theo cái đường thiết kế như vở này, nó sẽ đi vào trong cái hộp nhỏ này để nó thoát nước đi cho chúng ta. Đấy, anh chị sẽ cùng xem lại cái mặt bên ngoài và bên dưới của cái chậu của chúng ta. Hoàn thiện ở đây thì hoàn toàn xung quanh là để bề mặt gốc là mặt inox luôn. Chúng ta sẽ bên nhà sản xuất sẽ chỉ có làm cho hai cái miếng chống ồn rất là nhỏ gọn ở đây. Chúng ta có thể thấy sản phẩm làm rất là tinh tế. Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và nhập nguyên bộ anh chị nhé. Đây là bộ siphon.
Bộ si phông rất là dày dặn và chắc chắn. Nói đến si phông Hàn Quốc thì không còn gì để phải bận tâm so với cả các cái bộ si phông của xuất xứ từ các quốc gia khác, bởi vì là ở bên Hàn Quốc thì luôn luôn họ sẽ lựa chọn cái bộ si phông với chất lượng nhựa tốt, rất là dày dặn chắc chắn, và cái thoát của người ta cũng là những cái bộ thoát rất là tốt. Nó sẽ có hai lớp lọc để chúng ta yên tâm trong quá trình mà vệ sinh. Sau đây em sẽ cho mọi người xem. Em sẽ lấy một mẫu để cho mọi người cùng xem cái chất liệu. Cái bộ cái cốc rác này, cốc rác rất là dày dặn anh chị nhé, rất là dày dặn chắc chắn, nhựa rất là dày. Ở trên cốc thì có luôn chữ ở đây ạ, Made in Korea anh chị nhé, Made in Korea, và sẽ có một cái chặn rác, một cái chặn rác lớn này, sau đó sẽ đến một cái chặn rác nhỏ, một cái chất rác giỏ anh nhé. Đây gọi là cái lọc tinh đó, một cái lọc tinh rất là to đó, và dài. Nó sẽ giúp cho cái việc mà thoát nước của chúng ta sẽ nhanh hơn, chứa được nhiều cái rác trong quá trình rửa hơn. Đây là bên trong có thêm một cái ngăn mùi, cái phần khuyết này chính là cái phần sẽ ăn vào cái phần cái ống bên trong kia. Đó, mục đích là để ngăn mùi. Rất là nhiều chi tiết nhưng mà rất gọn anh chị nhé, rất gọn luôn. Nắp đậy của sản phẩm để chống thoát nước. À, như vậy là sản phẩm của chúng ta thì ở đây sẽ có hai cái cốc rác và bộ dây thoát. Bộ dây thoát rất là dày dặn chắc chắn, có núm tre để giúp cho cái việc chống ngăn mùi từ cái đường ống lên. Vâng, như vậy là vừa rồi thì em Huỳnh đã giới thiệu cho anh chị cái model chậu rửa bát Ecofire được nhập khẩu từ Hàn Quốk, model là ESD750P. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip giới thiệu cái chậu rửa bát của em. Và anh chị quan tâm đến các cái sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 0989 891 118 hoặc truy cập website senvoihanquoc.com.vn, website vanoka.vn. Cảm ơn anh chị và các bạn.